ngày 20 tháng Giêng, Thánh Fabiano và Thánh Sebastiano. Thánh Fabiano là giáo hoàng tự đạo năm 250. Đó là thời Bắc đạo của vua Decio. Các văn gia tiên khởi đã viết rằng Fabiano là một người vĩ đại lạ thường và nổi tiếng thánh thiện. Trong một lá thư ngắn được viết sau cái chết của Đức Fabiano, Thánh Cipriano đã giải thích cách thức Đức Fabiano được chọn làm giáo hoàng như sau. Nhóm người họp lại chọn vị giáo hoàng kế tiếp để nhận được một dấu lạ là phải chọn Fabiano làm giáo hoàng. Fabiano là người giáo dân đầu tiên được làm giám mục, giáo hoàng và được phúc tự vì đạo. Những di tích của Đức Fabiano hiện đang được lưu giữ trong một vương cung thánh đường Thánh Sebastiano. Hai vị tự đạo này cũng được mừng chung một ngày. Thánh Sebastiano trở nên rất nổi danh vào những thế kỷ đầu của giáo hội sơ khai. Là sĩ quan Roma, ngài được mọi người biết đến vì tấm lòng dũng cảm và tư cách tốt lành. Suốt thời kỳ bách hại của Diocletian, Sebastiano đã không chối đạo Công giáo. Những người bắn cung đã bắn các mũi tên vào thân xác Sebastiano và bỏ ngài chết ở đó. Khi một bà quả thánh thiện đến tán xác Sebastiano, bà rất kinh hoàng vì thấy ngài vẫn còn sống. Bà liền đưa Sebastiano về nhà và băng bó các vết thương cho ngài. Rồi khi Sebastiano bình phục, bà đã thuyết phục ngài trốn thoát cho khỏi những nguy hiểm của Roma. Nhưng Sebastiano là một sĩ quan gan dạ, ngài không đào tẩu, thậm chí ngài đã tiến lại gần Diocletian và can đảm thuyết phục vua phải ngưng ngay việc bắt hại những tín hữu Công giáo. Nhà vua hoảng hồn khi nhìn thấy Sebastiano vẫn còn sống. Ông không nghe những điều người sĩ quan nói và đã ra lệnh đánh đòn cho đến khi Sebastiano tắt thở. Thánh nhân qua đời vào năm 228. Thánh Fabiano là giáo hoàng và Thánh Sebastiano là binh sĩ. Các ngài dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu yêu thương từng người chúng ta vừa khi chúng ta có mặt trên thế gian này. Như hai Thánh Fabiano và Sebastiano, mỗi người chúng ta cũng có một món quà để cho ban. Món quà ấy là thực hiện vai trò trách nhiệm lớn lao như Fabiano hoặc là một sĩ quan dâng hiến như Sebastiano. Nhưng điều quan trọng là phải trao ban hoàn toàn như gương sống của các ngài.